Quý vị nếu như có nhu cầu sử dụng nhụy của hoa nghệ Tây hay chúng ta vẫn thường gọi là saffron thì bây giờ có thể yên tâm mua được sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, chất lượng được kiểm chứng, giá cả phù hợp. Nhụy hoa nghệ Tây Baraman được nhập khẩu chính hãng là sản phẩm của Iran do công ty xuất nhập khẩu và thương mại Tây Á phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Nhụy hoa nghệ Tây saffron là một trong 10 loại gia vị đắt nhất trên thế giới. Đây là loại thực dưỡng để bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ chữa trị một số bệnh lý, đồng thời được các cung tần mỹ nữ xưa kia sử dụng để làm đẹp. Trong thời gian qua thì sản phẩm nhụy hoa nghệ Tây đã được người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm và sử dụng thường xuyên, nhưng không ít người đã mua phải sản phẩm làm giả và kém chất lượng. Cuối bản tin là dự báo thời tiết. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.